Wow, xin chào tất cả mọi người. Trước mặt các bạn là tướng mới Lulu đã chính thức ra mắt Liên Minh Tốc Chiến Pháp Sư Tinh Linh. Mà ngày hôm nay mình sẽ review cho tất cả các bạn về bộ kỹ năng của vị tướng này. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhận xét qua về bộ trang phục mặc định. Khi mà Lulu có một cái con gì ở đằng sau cái này, con này được gọi là con bét à? Nhìn nó khá là ngộ nghĩnh các bạn ạ. Và cũng như là rất là dị. Lulu sở hữu cho bản thân là một đôi tai cực kỳ to, chả khác gì tai của chú bát giới. Nhưng mà đừng có coi thường vị tướng này. Tuy là nhỏ nhắn, dáng người nhỏ nhắn nhưng mà sức mạnh của nó là vô cùng là bá đạo nhá. Đấy, lát nữa thì chúng ta sẽ cùng test. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến tới bộ trang phục đẹp nhất của cô nàng này. Còn đây là bộ trang phục đẹp nhất dành cho cô nàng Lulu. Đấy, các bạn ơi, có tên gọi là Lulu luyện rồng. Khi mà Lulu đã kết thân với một chú rồng. Chú rồng nhỏ nhắn, xinh xắn, bé xíu. Wow. Nhìn cute thật sự luôn. Kể cả Lulu cũng nhìn rất là cute, rất là dễ thương. Đấy, các bạn cùng quan sát nhá. Ok, để mà sở hữu được tướng và trang phục thì mình cũng đã phải bỏ ra một cái lượng tiền để có thể sở hữu. Còn không thì các bạn cũng có thể làm nhiệm vụ để có thể nhận được vị tướng này hoàn toàn miễn phí nhá. Thật ra thì mình rất là lười cày nhiệm vụ, vậy nên là mình muốn mua và test luôn cho tất cả các bạn cho nóng hổi. Ok, hy vọng rằng mọi người sẽ ủng hộ mình bằng cách cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một comment. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu qua về bộ kỹ năng của vị tướng mới Lulu. Trước tiên là mình cần cắm mắt đá. Đấy, cắm mắt vào thời điểm đầu game này giúp cho đồng đội của mình cũng như là mình có thể phát hiện được ra rừng team bạn lựa chọn con bùa gì trước. Chắc chắn một điều rừng team bạn lựa chọn bùa đỏ rồi. Đấy, rừng team bạn ăn bùa đỏ rồi. Còn lát nữa kiểu gì rừng team bạn cũng ăn bùa xanh và sau đó canh luôn cái đường rồng này. Lát nữa thì mình cùng với AD sẽ đánh thấp xuống nha. Ở ngày hôm nay thì sẽ cố gắng hỗ trợ làm sao cho Kai'Sa xanh nhất có thể khi mà chúng ta test tới mới. Chắc hẳn các bạn cũng đang thắc mắc không biết là bộ kỹ năng của vị tướng này nó như thế nào thì mình sẽ giới thiệu nha. Trước hết đến từ nội tài của vị tướng này có tên gọi là bạn đồng hành Pick. Cụ thể Pick sẽ bắn ra 3 tia chớp lửa gây sát thương phép vào bất cứ mục tiêu nào mà Lulu tấn công. Những tia chớp này có thể bị chặn bởi những đơn vị khác. Không chỉ thế, Pick còn có thể làm lộ diện tướng địch nữa. Và đặc biệt là Pick có thể hỗ trợ đòn đánh thường của đồng minh. Đấy là về nội tại khá đặc sắc đúng không? Đang có Sivana tới hỗ trợ. Hy vọng rằng Sivana sẽ ganh sớm. Sivana ơi, Sivana. Đấy, hai cái thanh niên này chưa biết là Sivana team mình đang đứng ở đần đây. Ngộ không team bạn cũng đang ăn bùa xanh. Mình nghĩ là chúng ta sẽ chuẩn bị có một pha combat sức đầu mẻ chán đây này. Chuẩn bị có một pha đánh nhau sức đầu mẻ chán. Ui Kai'Sa ơi, máu quá bà Kai'Sa ơi. Yên tâm, bạn cứ đánh thoải mái đi. Mình luôn luôn đứng ở đằng sau cho bạn có cái hồi máu ở đây. Ui dồi AD ơi, cố lên. Ui nhìn kìa, mỗi thằng nó còn siêu máu. Ý, từ em xin lỗi, em còn TikTok biến mà. Ui dồi ôi, tí nữa thì chết. Tí nữa thì chết rồi. Ở nha, công việc còn lại để cho Kai'Sa hoặc là Sivana, chứ còn mình chịu. Mình sẽ giới thiệu qua về chiêu thứ nhất của vị tướng Lulu. Chiêu thứ nhất có tên gọi là ngọn thương ánh sáng. Vị tướng Lulu và Pick thay nhau bắn các tia chớp lửa gây sát thương phép lên kẻ địch đầu tiên trúng đòn và 70% sát thương cho mỗi kẻ địch khác. Kẻ địch trúng đòn bị làm chậm đi 80% và giảm dần trong 2 giây. Đấy, cụ thể là cái chiêu thứ nhất này các bạn vừa bắn ra các bạn sẽ gây sát thương phép và làm chậm đối phương nha. Cứ hiểu một cách nôm na như vậy đi. Đấy, đấy là về chiêu thứ nhất. Ngoài ra chiêu thứ hai của vị tướng này có tên gọi là biến hóa. Pick sẽ tạo ra một cái vòng tròn tiên giới gắn mình vào tướng đầu tiên đi qua trong 5 giây và niệm thêm hiệu ứng lên tướng đó nha. Đấy, nếu mà Pick nó niệm cho đồng đội của các bạn thì đồng đội của các bạn sẽ được tăng 30% tốc độ di chuyển.
Ngoài ra sẽ được tăng 25% tốc độ đánh trong vòng 3,5 giây. Rất là lợi dành cho đồng đội đúng không? Cái gì vậy ông rồng ơi? Thôi mình chịu mình về đây. Ngoài ra nếu mà nó niệm lên kẻ địch thì kẻ địch sẽ bị biến thân trong 1,25 giây nha. Nó sẽ biến thành một cái con gì mình cũng chả biết các bạn ạ. Vô hiệu hóa khả năng tấn công và khiến cho đối phương bị giảm tốc độ di chuyển cơ bản còn 60. Đấy là cụ thể đến từ chiêu 2. Chiêu 2 nó khá là thú vị. Các bạn cũng có thể kích hoạt chiêu 2 các bạn đi vào để các bạn được tăng độ di chuyển cũng được, hoặc đồng đội của các bạn. Ngoài ra các bạn phải sử dụng chiêu 2, làm sao đối phương đi vào phát đối phương sẽ bị biến thân thành một cái con gì đó, và ngoài ra cũng sẽ bị giảm tốc độ di chuyển. Đấy là cụ thể đến từ chiêu 2. Hiện tại thì mình cũng chưa làm ăn được cái gì các bạn ạ. Vẫn chưa hỗ trợ được mạng nào, vẫn chưa chết mạng nào, vẫn chưa ăn được mạng nào. Bởi vì Kai'Sa thì mình bây giờ vẫn chưa khỏe cho lắm đâu. Nhưng bây giờ mình có chiêu cuối rồi. Khi mà có chiêu cuối thì nó như thế nào? Lát nữa sẽ giới thiệu nha. Có cơ hội thì mình sẽ sử dụng chiêu cuối cho mọi người sau. Thôi xong rồi, Kai'Sa ơi. Hay quá, mày là Kai'Sa vẫn sống. Bây giờ chúng ta chỉ có nên ôm và farm thôi và chờ đợi cho đồng đội tới. Chúng nó không dám băng trụ đâu mà. Làm sao dám băng trụ được? Chiêu thứ 3 của vị tướng Lulu có tên gọi là giúp nạp pick. Chiêu thứ 3 này có tác dụng, thứ nhất các bạn sẽ có thể tạo lá chắn cho đồng đội, hoặc là các bạn có thể gây sát thương phép lên cả địch. Đấy là công dụng về chiêu thứ 3. Còn chiêu cuối thì như thế nào? Đây này, chiêu cuối từ từ nha. Chiêu cuối phải chờ đợi đồng đội một tí. Sivana ơi, lao vào đi. Sivana, để mình kích hoạt chiêu cuối cho bạn. Wow, quái vật vừa to vừa khỏe vừa dài. Ấy à, cái gì anh ngộ không? Các bạn nhìn đi. Sao tự nhiên Sivana nó hóa rồng mà nó to lắm các bạn ạ. Không chỉ to hết sức bình thường đâu, mình kích hoạt chiêu cuối nó còn to hơn rất là nhiều. Nhưng mà tại vì sao mà Sivana lại tốc biến chạy mất dép rồi? Có vẻ như team bạn mạnh hơn, mình cũng yếu máu rồi nha, mình cũng không thể tham gia được giao tranh được nữa đâu. Mọi công việc nhường các bạn hết đấy. Nhưng mà có vẻ như đồng đội của mình hơi tham đánh nhau thì phải, từ từ để mình hỗ trợ đồng đội, có ngộ không à? Nào rồi sao? Ây à, ui, hên thật sự, ngộ không tham mình và ngộ không chết rồi. Ngộ không định dình ra gõ mình phát khi mà mình bị dính chiêu cuối của ad. Nhưng mà quả thật là số mình còn hên. Dính chiêu cuối của ad vừa xong mà không chết được, đúng là hên. Mọi người nhìn thấy chiêu cuối của Lulu chưa? Vừa sau mình đã cho mọi người xem qua mở mang tầm mắt của chiêu cuối của Lulu. Chiêu cuối của vị tướng này có tên gọi là khổng lồ hóa nha. Các bạn kích hoạt một cái các bạn sẽ hóa lớn tướng đồng mình. Hóa to chứ không phải hóa bé đâu các bạn ạ. Hóa thành quái vật luôn đấy. Kèm theo các bạn sẽ hất kẻ địch xung quanh mục tiêu lên không trung trong vòng 0,75 giây nha. Và trong vòng 7 giây tiếp theo, tướng đồng minh sẽ được tăng thêm 300 máu và làm chậm kẻ địch ở gần 30%. Đấy là cụ thể đến từ chiêu cuối. Chiêu cuối vừa giúp cho đồng đội trâu hơn, lại còn có thêm một chút khống chế khi mà làm chậm đối phương. Ngoài ra các bạn còn giúp cho đồng đội khóa to. Cái này nếu mà có trâu gát nhỉ? Ngày xưa mình nhớ là mình chơi Liên Minh Tốc Chiến nó còn có trâu gát cơ các bạn ạ. Có trâu gát mình nhớ không nhầm là nó cắn mục tiêu thì như là nó được khóa to nó ích lên nhiều lần. Và sau đó nếu mà kết hợp với chiêu cuối của Lulu nữa thì ui rồi. Cái này nó có mà to chà bá luôn, không thể kể được đâu. Không thể nào diễn tả được cái việc to. Ok, đấy là về bộ kỹ năng của vị tướng Lulu mình đã giới thiệu cho mọi người nha. Còn bây giờ thì sẽ hỗ trợ cho Kai'Sa và đi Kai'Sa ơi. Mình có chiêu cuối rồi bạn ơi. Cứ đánh nhau thoải mái đi kìa. Chán luôn, mình cứ tưởng Kai'Sa team mình hổ báo thì mình còn hỗ trợ cho. Cứ tự tin lên bạn ạ. Nên nhớ đánh vị tướng Lulu là chất tiếng cấu rỉa và búp cho đồng đội. Mọi người đừng có hổ báo mà băng thẳng vào giao tranh nha. Đứng từ đằng sau và sau đó là búp cho đồng đội thôi. Đồng đội gặp nguy hiểm chúng ta búp giáp. Còn không thì nếu mà đánh nhau mình kích hoạt chiêu cuối cho đồng đội luôn. Nói chung là hai AD team bạn cũng không hổ báo. Hai AD team bạn như Mid Fortune nó kiểu cái gì ấy. Mid Fortune nó định chơi mình đấy. Này nó định chơi mình đấy này. Mà nó cũng không dám chơi luôn. Cẩn thận nhá Kai'Sa. Kai'Sa đánh nhau không, mình búp chiêu cuối cho thoải mái bạn ơi. Búp chiêu cuối cho. Nhìn đây. Từ từ. Búp. Ui dồi ôi, nó to á bạn các bạn ạ. Ui. To thế này mà đỡ rồi. Nhìn cái con Kai'Sa chả khác thì con quái vật luôn. Cứ búp cho vị tướng nào là vị tướng đấy to. Ui. Khéo mình búp cho ví dụ team mình có Nasus nhở. Sau Nasus kích hoạt chiêu cuối lên mình cũng búp chiêu cuối cho Nasus nữa thì chắc là nó hóa to kinh khủng lắm. À nói qua về các vị tướng trong trận đấu này nha. Mình nói như vậy để một phần mình nhớ dễ nhớ tên tướng hơn. Đầu óc của mình giờ này lú lẫn lắm. Team mình hiện tại đang có Kai'Sa, có Lulu,
có Lắc, có Gragas và có Sivana. Còn team địch thì có gì? Team địch có Ngộ Không, có Ash, có Mid Fortune, có Darius và có Aroriosaur. Mình phát âm đối với cái tên con rồng kia nó khá là khó, thế nên mong các bạn thông cảm. Toàn là tiếng Anh thôi, mình thì đã kém kém rồi. Đấy, nhìn cái con rồng này, nó có xíu máu để phí thật sự luôn. Bản thân mình để mà ăn được mạng hơi khó. Khi mà mình cảm thấy là Lulu sát thương của nó không được to, không được nhiều đâu, sẽ tiến tới và hỗ trợ nhiều hơn. Đánh nào, team bạn đông như thế này, Sivana vào. Đúng rồi, có tao nào ngáo một phát, mình kích hoạt cho ai. Úi giời, ai đây team bạn kìa, Mid Fortune kìa. Mid Fortune vừa xong bị mình hóa thành cái con gì ấy, mình không thể miêu tả được. Hóa nó thành bẹt xíu bẹt xíu, cực kỳ là dễ thương. Hay quá, chơi rồng, rồng lộn, ấy kìa, khép mà không giết được rồng luôn. Yên tâm, lúc nào mình cũng có chiêu cuối rồi. Đồng đội thích đánh nhau, nếu mà đánh nhau thật đấy thì mình mới kích quả thôi. Ui hay quá nhở, Ngộ Không này. Thế là Ngộ Không bốc hơi nha. Bản thân mình hỗ trợ 6 rồi. Bây giờ ép trụ rồi. Nói qua về trang bị cho Lulu, trang bị đầu tiên thì mình sẽ lên đó là Lư Hương sôi sục. Ngoài ra thì mình sẽ lên Cốc Quỷ. Tiếp đến là mình sẽ lên Vọng Âm nha, Vọng Âm Hài Hòa. Và sau đó là những cái trang bị thủ. Trang bị thủ đầu tiên thì mình sẽ lên đó là Tụ Bão. Ngoài ra thì mình sẽ lên đó là Lời Thể Hộ Vệ. Còn cái trang bị cuối cùng mình lên từ trang bị giày sẽ là búp đến từ cái phù phép. Phù phép khi các bạn kích hoạt, các bạn sẽ được búp giáp cho bản thân cũng như đồng đội. Đấy là những cái trang bị, hầu hết là những cái trang bị để giúp cho đồng đội được tốt hơn thôi. Chứ mình không ham hố lên full phép đâu, lên full phép thì cũng chả ăn được mạng mấy. Đánh support thì mình luôn luôn tuân thủ cái mục tiêu đó là ăn mạng nhiều nhất. À nhầm, hỗ trợ nhiều nhất. Hạn chế chết nhiều nhất. Và ăn mạng ít nhất, hạn chế ăn mạng. Đấy, đấy là cái chỉ tiêu khi mà mình đánh support mình đề ra. Đẹp thế nhở. Ôi tội là Lắc chưa thể giết được mạng. Mình rất là muốn đánh nhau nhá. Đánh nhau bởi vì mình có chiêu cuối mà. Cái chiêu cuối này các bạn có thể pick cho ai cũng được, tùy ý. Mà thường thường thì mình sẽ pick cho AD này. Hoặc là mình sẽ sử dụng cho, hoặc là boost cho Sivana cũng được. Sivana hóa rồng mình boost cho một cái nữa thì đúng là nó rất là trâu. Còn mình sẽ đứng đằng sau, mình sử dụng kỹ năng thứ nhất thì mình cấu gì à? Nào, thấy Sivana lại muốn đánh nhau à? Từ từ bạn ơi, đợi mình. Thích đánh không? Nào bây giờ mình có chiêu cuối rồi. Hóa to chiêu cuối. Ui trời ơi, con rồng, con này là con gì hả? Sao nhìn nó đồ sộ á, mà nó to hơn cả cái trụ luôn các bạn ạ. Nhìn đã thật sự luôn. Anh em có giết được Darius không? Để mình lên mình cà khịa Darius tí. Không biết Darius có cắm mắt ở đây không nhỉ? Mình nghĩ là nó cắm mắt ở đây đấy. Đấy, biết ngay mà. Không biết là nó cắm mắt hay không, nhưng mà mình thấy nó tỉnh lắm. Thế nên mình cứ đoán là nó cắm mắt ở đấy rồi. Làm sao chúng ta ép được cái trụ này đi. Nào bây giờ mình có chiêu 2, mình sẽ hóa bé nó nha. Nhìn Darius đây, hóa bé. Úi giời ơi, bé tí tí tí. Cái hóa bé này ấy thì nó chỉ bé được một tí thôi các bạn, nó không bé được lâu đâu. Thôi bây giờ để cho Kai'Sa tự xử nhá. Chứ mình bây giờ mình cũng bỏ rơi bạn đây, mình cần về mình mua cái cốc quỷ á. Chứ bây giờ trước hết là quét mắt ở khu vực Baron xem. Team bạn không có cắm mắt Baron. Thôi mình cũng về đây. Thật ra đối với vị tướng Lulu này, để mà sở hữu được vị tướng này, các bạn chả cần phải bỏ tiền mua làm gì. Mọi người có thể làm nhiệm vụ bên Liên Minh Tốc Chiến vừa mới cho ra mắt nhiệm vụ thì mọi người chỉ cần làm, sau đó các bạn có thể nhận được thôi. Chứ không hẳn là phải bỏ tiền ra như mình. Mình là một cái người rất là lười làm nhiệm vụ, vậy nên là mình múc luôn. Để review cho mọi người càng sớm càng tốt mà. Có chiêu cuối đây. Cái sao đánh đi. Ủa nhìn đây. Wow, Kai'Sa to đó man. Thật sự nó to gấp mấy lần Darius luôn các bạn ạ. Nhìn trông ra rất cao to như thế nào, Kai'Sa đứng hơn cả một cái đầu. Và sau khi hết hiệu lực chiêu cuối, Kai'Sa lại nhỏ xíu xíu xíu. Ép thôi. Vấn đề chính á, hay quá nhở. Ô tuyệt vời, Gragas. Team mình vừa sau có bát đẹp quá. Lắc chói cũng đẹp, mà Gragas cũng đẩy chiêu cuối ném thùng rượu cũng đẹp luôn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quét mắt ở đây, có cái con mắt nha. Sau khi có quét mắt xong thì chúng ta xử lý cái con Baron thôi. Ăn xong Baron là một cái điểm rồi. Là team bạn dễ toang lắm. Team bạn dễ thua lắm. Ok, có 3 round rồi nha.
có 3 round là team mình sẽ có sức ép và sức đẩy lớn, rất là lớn. Hy vọng rằng các bạn sẽ cho mình xin một like, một đăng ký kênh, bỏ ra tầm 10 giây thôi để giúp mình có thêm động lực sản xuất ra những video clip tiếp theo chất lượng hơn đem đến cho mọi người. Chứ quả thật là việc đầu tư những cái bộ trang phục, những vị tướng thì nó cũng khá là thốn. Nhưng mà một phần mình cũng là phục vụ theo ý kiến của các bạn khán giả, vậy nên là hy vọng rằng mọi người sẽ ủng hộ mình. Chứ làm clip mà ít tương tác quá thì mình cũng rất là buồn các bạn ạ. Không có nhiều động lực ấy, đấy kiểu vậy. Kai'Sa team mình bây giờ máu lắm, không cần mình bảo kê đâu. Nào gì Ad ơi, Ad chạy. Lực đẩy của Baron, lực đẩy của bùa Baron. Đấy, team bạn thủ trụ làm sao được, bây giờ đâm thẳng xuyên thủng luôn, sợ gì bố con đằng nào. Mình có chiêu cuối rồi nhưng mà từ từ mình chưa muốn sử dụng đâu. Từ đầu trận đấu bây giờ mình toàn búp cho đồng đội, mình chả búp cho bản thân mình gì cả. Thế nên là mình nghĩ là mình sẽ dành cái chiêu cuối này búp cho bản thân mình cơ. Chứ mình không có búp cho đồng đội nữa đâu. Đằng nào cũng thắng rồi. Nhìn Fit Fortune cũng chết rồi. Đây mình sẽ búp luôn chiêu cuối cho bản thân nha. Búp cho bản thân cũng được, búp cho đồng minh cũng được. Ok, và video clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý giá để xem clip của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye mọi người.